Tada, chào mừng các em đã đến với kênh của chị Heo Sinh. Ngày hôm nay chị Heo Sinh sẽ review tập phim Còn Chip Sở Hữu. Cùng bắt đầu thôi nào. Các bạn đang tập trung chơi trò game mới của Suneo. Sau một hồi xếp hàng thì cũng sắp tới lượt của Nobita rồi. Nhưng đúng là Sukarna mà, trai An thù lù đứng phía sau. Cậu ta đã chấn lột luôn bộ game mới, mọi người bỏ đi hết vì vào tay của trai An thì biết rồi. Suneo nhắc khéo, trò này có thể chơi hai người một lúc á? Nhưng tớ chỉ thích chơi một mình. Vậy là hiểu rồi nha, không tới lượt Nobita đâu. Quá uất ức, cậu bỏ về tính rủi Shizuka đi chơi cùng mình. Gặp hai bố con ở trên đường, hóa ra cô bé đi xem phim cùng bố, nhưng do bộ phim đang hot nên đã hết chỗ. Nobita liền rủ Shizuka qua nhà mình chơi. Cô bé có vẻ lưỡng lự thì Deki Sugi chạy tới rủ qua nhà cậu ta xem đĩa phim. Shizuka liền đồng ý luôn. Nobita cay cú không thèm đi chung, định đi ra chỗ ống cống nằm ngủ một giấc thì lại gặp ông chú đang ngồi đó ăn cơm. Ăn xong còn nằm ngủ luôn tại chỗ nữa chứ. Nobita bắt đầu về nhà than thở với Doraemon về những điều đó, và tất nhiên là trên đời này sẽ luôn có những điều xảy ra mà không như ý mình muốn rồi. Doraemon đã rủ Nobita cùng đi xem phim vì ngôi sao mà họ hâm mộ đã sắp ra mắt. Điều này đã khiến Nobita vui vẻ trở lại, nhưng có vẻ anh chàng đang nghi này sợ hãi sẽ có điều gì đó lại cản trở họ cho mà xem. May mắn thay thì lại không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng khi đến đoạn gay cấn thì bố lại đi vào chuyển kênh khác rồi ngồi xem như hai đứa không hề tồn tại. Thật là tức chết mà. Doraemon liền lấy ra một con chip sở hữu. Tuy nó chỉ là một mảnh nhỏ thôi, nhưng chỉ cần gắn nó vào trong tivi thì tự khắc tivi sẽ thuộc về hai người bằng một cách nào đó. Đúng lúc này có ai đó gọi điện tới cho bố. Bố chợt nhớ ra mình có một cuộc hẹn nên vội vàng đi ngay. Nobita thấy khoái quá xin Doraemon một ít vì nó không ảnh hưởng gì, nên Doraemon đã hào phóng cho Nobita một mớ luôn. Cậu ta không thèm xem tivi nữa mà chạy ra chỗ ống cống. Sau khi Nobita nói đây là chỗ của cậu, ông ta cũng không thèm bận tâm. Nobita đã thổi con chip gắn vào ống cống, thế là ông nhận thấy mình sắp trễ giờ làm rồi nên đành bỏ đi. Mà ngủ nghỉ thì để sau, còn nhiều thứ quan trọng hơn. Hóa ra cậu ta còn muốn chơi game nữa. Vừa gắn con chip lên bộ game thì mẹ của trai An xuất hiện lôi đầu cậu ta về. Thế là Nobita lại được chơi. Suneo tội nghiệp hết nài nỉ trai An, giờ lại phải nài nỉ Nobita trả lại máy. Đúng là khổ thân mà. Lúc này các bạn chạy đi xem thần tượng Tsubasa đang quay phim ở gần đây. Nobita nghe vậy cũng liền chạy theo. Doraemon đang dùng con chip để bao trọn quầy cá dẫn cô mèo Midi đi dạo chơi thì thấy Nobita chạy qua. Doraemon cũng chạy theo, nhưng tới nơi thì đông quá, không ai chen vào trong xem được. Nobita liền thổi con chip vào cây cột gần đấy. Phim trường bỗng tắt máy quay vì hết xăng và mọi người giải tán về hết. Các cậu vui vẻ chạy vào bên trong để xem, nhưng Nobita đã bao thầu hết nguyên cái công viên này rồi nên đoàn phim cũng phải rời về hết. Đúng là Nobita chỉ giỏi tài lanh thôi. Mọi người chán nản giải tán. Nobita gặp Shizuka, thì ra cô cũng không xem được phim do đầu thu bị lỗi. Thời cơ tới rồi, Nobita rủ Shizuka hãy đi xem phim với mình đi. Nhưng khi hai người chuẩn bị đi thì Deki Sugi lại xuất hiện và nói tớ đã sửa được rồi. Shizuka lại tính đi mất. Nobita bực tức dùng con chip gắn vào Shizuka. Bố của Deki Sugi xuất hiện và nói máy lại hỏng rồi con ơi, không sửa được nữa. Nhưng giờ này Shizuka lại chợt nhớ ra mình phải đi học thanh nhạc. Mẹ cô bé lại chạy tới và nói giáo viên bị đau họng nên hôm nay con sẽ được nghỉ. Nobita mừng thầm, đúng là sức mạnh của con chip thật là lớn lao. Khi tới rạp phim thì vé đã được bán hết rồi. Nobita liền thổi con chip bao luôn rạp chiếu phim và cả hai đã xem hết bộ phim mà không có ai làm phiền. Khi xem phim xong thì một đám đông chạy ùa vào, giờ họ mới được xem phim mà đáng lẽ ai cũng phải được vào rạp. Nobita bị đám đông chen lấn tới tơi tả. Dù sao thì cậu ta cũng thỏa mãn ước vọng được sở hữu của mình rồi. Vậy là tập phim đến đây là hết rồi. Cảm ơn các em đã theo dõi video của chị. Nếu thấy hay thì hãy nhớ like và bình luận ở phía bên dưới. Hẹn gặp lại các em ở những tập phim tiếp theo. Xin chào tạm biệt.